Cao thủ không bằng tranh thủ, giới trẻ làm xuyên Tết, kiếm gần 70 triệu đồng chỉ trong 10 ngày bằng ba công việc nhàn tay này. Dịp Tết là cơ hội hốt bạc mà không tốn quá nhiều sức lực với nhiều người nhìn ra tiềm năng kinh doanh từ những nhu cầu nhỏ nhất. Chăm sóc chó mèo, thu nhập 34 đến 60 triệu đồng. Cô gái người Trung Quốc Xuân Thu bắt đầu công việc trông thú cưng Tết từ năm 2019, khi cô không thể về nhà và một người bạn đã nhờ cô chăm sóc mèo hộ. Xuân Thu đăng lên mạng xã hội hỏi xem ai có nhu cầu tương tự, quả nhiên ngay lập tức có hai người liên hệ. Vì cô cũng nuôi mèo nên chăm thêm vài con nữa cũng không thành vấn đề. Tết các năm sau, Xuân Thu bắt đầu nhận đơn đặt hàng từ một tháng trước Tết, năm kinh doanh tốt nhất có thể thu về 10.000 nhân dân tệ trong chưa đến 10 ngày, khoảng 34 triệu đồng. Nhu cầu chăm sóc thú cưng hộ vào ngày Tết chưa bao giờ hạ nhiệt do nhiều người rời thành phố, về quê ăn Tết dài ngày nhưng không thể đem chó mèo theo. Xuân Thu sẽ nhận mèo về nhà hoặc đến tận nhà khách để cho mèo ăn, chơi với chúng. Các dịch vụ này đều có mức phí riêng. Chăm sóc chó thì sẽ đắt hơn vì chúng cần được dắt đi dạo. Ngoài chó mèo, Xuân Thu cũng từng tiếp xúc với những thú cường lạ hơn như trồn, thỏ, thằn lằn, tác kè hoa, vẹt. Hiện nay, các cửa hàng thú cưng đều kinh doanh dịch vụ chăm sóc nuôi dưỡng nhưng nhiều chủ nhân vẫn có nhu cầu thuê người chăm sóc vật nuôi tại nhà do lo ngại những chiếc buồng nhỏ tại cửa hàng sẽ làm chó mèo cảm thấy lạ lẫm và lo lắng hơn. Tiểu Tân, chàng trai 26 tuổi ở thành phố Thành Đô, Trung Quốc cũng nhận chăm sóc thú cưng ngày Tết, có thể kiếm được 18.000 nhân dân tệ, hơn 60 triệu đồng chỉ trong chục ngày trước và sau Tết. Khác với Xuân Thu, đây cũng là công việc bán thời gian anh làm quanh năm, mỗi tháng bình thường cũng có thể kiếm được đến 5.000 nhân dân tệ, hơn 17 triệu đồng. Tiểu Tân với kinh nghiệm nuôi chó, được một công ty đào tạo thêm những kỹ năng đặc thù để chăm sóc những vị khách bốn chân chú đáo nhất. Sở dĩ thu nhập Tết của anh cao như vậy là nhờ tiền boa của khách hàng và phần thưởng của công ty. Mỗi ngày Tết trung bình anh nhận khoảng 28 đến 30 đơn hàng. Công việc tương đối đơn giản, cho chó mèo ăn, dọn vệ sinh, dắt chó đi dạo. Bản thân Tiểu Tân cũng yêu thích thú cưng nên đối với anh đây là một nghề vừa nhàn vừa có thu nhập hậu hĩnh. Buôn hàng xa xỉ C cần hen, thu nhập gần 70 triệu đồng. Cô gái vạn tử kinh doanh hàng xa xỉ đã qua sử dụng được 3 năm. Bất kỳ cơn sốt những món đồ hiệu đã qua sử dụng, vạn tử có thể kiếm 20.000 nhân dân tệ (gần 70 triệu đồng) trước Tết một cách khá đơn giản. Ngoài bán tại cửa hàng, vạn tử còn bán online, livestream chốt đơn trên mạng xã hội. Theo cô gái này, nhiều bạn trẻ, đặc biệt là những người làm việc ở thành phố lớn sẽ muốn mua túi hàng hiệu mà vẫn có mức giá phù hợp với ví tiền của họ để khoe khi đi chơi Tết hoặc để tự thưởng cho bản thân. Không chỉ các cô gái quan tâm đến mặt hàng này, nhiều nam thanh niên cũng theo dõi live stream của Vạn Tử để mua tặng túi cho bạn gái và mẹ. Các thương hiệu đồ xa xỉ đều tăng giá trong năm vừa qua, khiến mong muốn sở hữu đồ hiệu của nhiều người trở nên xa vời. Điều này đã thúc đẩy thị trường hàng xa xỉ second hand phát triển, đem lại lợi nhuận lớn cho người kinh doanh. Chuyên gia dinh dưỡng online, thu nhập hơn 34 triệu đồng. Chàng trai Tommy là người chuyên chia sẻ kinh nghiệm giảm cân và kiến thức về dinh dưỡng trên mạng xã hội Douyin. Nhiều người theo dõi Tommy có nhu cầu giảm cân và chăm sóc sức khỏe, nên Tommy đã mở dịch vụ tư vấn chia theo từng cấp độ thành viên thường, thành viên VIP và VVIP. Thời điểm Tommy cá kiếm nhất chính là trước Tết Nguyên Đán, khi nhiều người có nhu cầu giảm cân trước khi về quê. Sau Tết, khi những bữa tiệc đã tàn, mọi người lại tiếp tục nhờ Tommy tư vấn cách giảm cân. Xuyên Tết, Tommy cũng đăng nhiều video hướng dẫn cách làm bữa cơm giao thừa giảm béo lành mạnh, lên bài tập trong Tết cho học viên. Tết là khoảng thời gian vô cùng bận rộn với Tommy khi vừa sáng tạo nội dung, vừa theo dõi quá trình giảm cân của khách hàng. Đặc biệt là khi giảm cân phụ thuộc vào thể chất khác nhau nên không thể lên một kế hoạch cho nhiều học viên mà mỗi người đều cần chế độ riêng biệt phù hợp. Tuy vậy, Tommy coi việc giúp người khác tự tin và khỏe mạnh hơn là niềm hạnh phúc. Anh cũng nhận xét công việc này của mình có thời gian rất tự do, không tốn quá nhiều sức lực, thu nhập lại khá rủng rỉnh. Những học viên đăng ký giảm cân cấp tốc trong dịp Tết sẽ trả 1.298 nhân dân tệ, 4,4 triệu đồng cho một khóa học, cao gần gấp đôi so với học viên đăng ký gói VVIP. Trước Tết, Tommy nhầm tính Anh có thể kiếm 10.000 nhân dân tệ, 34 triệu đồng và con số này sẽ tăng vì nhu cầu sau Tết cũng tăng mạnh mẽ không kém.